Chào các em, tiếp theo nội dung của bài học ngày hôm trước. Hôm nay các em học sang loại mạch tổ hợp thứ hai, đó là mạch giải mã, tiếng Anh gọi là decoder. Mạch giải mã là mạch có chức năng ngược lại với mạch mã hóa mà các em đã được học ở bài học trước. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu mạch giải mã n đường sang hai mũ n đường. Nếu n bằng 2 thì chúng ta có mạch giải mã 2 đường sang 4 đường. Nếu n bằng 3 thì chúng ta có mạch giải mã 3 đường sang 8 đường. Nếu n bằng 4 thì chúng ta có mạch giải mã 4 đường sang 16 đường, vân vân. Mạch giải mã n đường sang 2 mũ n đường có nguyên lý hoạt động như sau. Khi có một mã nhị phân được áp vào các ngõ vào của mạch thì tương ứng sẽ có một ngõ ra được tích cực. Ngõ ra của mạch có thể được tích cực mức thấp hoặc tích cực mức cao. Mạch giải mã cũng có nhiều ngõ vào và nhiều ngõ ra, nhưng số ngõ vào thì ít hơn số ngõ ra. Khi có mã nhị phân n bit được đưa vào các ngõ vào của mạch, thì tương ứng sẽ có một ngõ ra ở trạng thái tích cực, mức thấp hoặc mức cao. Mạch giải mã được ứng dụng chính trong ghép kênh dữ liệu, hiển thị led 7 đoạn, giải mã địa chỉ bộ nhớ. Tiếp theo các em sẽ học cách thiết kế và hoạt động của mạch giải mã 2 đường sang 4 đường, có ngõ ra tích cực mức cao. Mạch này có sơ đồ khối như sau. Y0, Y1 là hai ngõ vào của mạch, còn Y0, Y1, Y2, Y3 là bốn ngõ ra của mạch. Bảng trạng thái của mạch như sau. Khi mã nhị phân đưa vào hai ngõ vào của mạch là 0,0 thì ngõ ra Y0 được tích cực mức cao và chỉ có ngõ ra Y0 được tích cực mà thôi. Khi mã nhị phân đưa vào hai ngõ vào của mạch là 0,1 thì ngõ ra Y1 được tích cực mức cao và chỉ có ngõ ra Y1 được tích cực. Nếu mã nhị phân đưa vào hai ngõ vào của mạch là 1,0 thì ngõ ra Y2 được tích cực mức cao và chỉ có ngõ ra Y2 được tích cực. Nếu mã nhị phân đưa vào hai ngõ vào của mạch là 1,1 thì ngõ ra Y3 được tích cực mức cao và chỉ có ngõ ra Y3 được tích cực. Nếu các em so sánh bảng trạng thái của mạch giải mã này với bảng trạng thái của mạch mã hóa 4 đường sang 2 đường mà các em đã học ở bài học trước, thì các em sẽ thấy rằng mạch giải mã thực hiện chức năng ngược lại với mạch mã hóa. Từ bảng trạng thái này, các em viết các hàm logic ngõ ra của mạch như sau. Từ các hàm logic ngõ ra này, các em vẽ sơ đồ mạch giải mã 2 đường sang 4 đường có ngõ ra tác động mức cao như thế này. Các em tiếp tục tìm hiểu mạch giải mã 2 đường sang 4 đường nhưng có ngõ ra tác động mức thấp. Sơ đồ khối của mạch như sau. Các em lưu ý, do các ngõ ra của mạch tích cực mức thấp nên khi vẽ sơ đồ khối, các em phải vẽ các cái dấu tròn nhỏ ở các ngõ ra của mạch.
Đây là bảng trạng thái của mạch. Các em để ý mức logic ở các ngõ ra của mạch này trái ngược so với mức logic ở các ngõ ra của mạch chảy mã hai đường sang bốn đường, có ngõ ra tác động mức cao mà các em vừa mới học xong. Cũng từ bảng trạng thái này, các em viết các cái hàm logic ngõ ra của mạch như sau. Các em có thể sử dụng các cái cổng O hoặc sử dụng các cái cổng NAND để vẽ sơ đồ mạch logic của mạch này. Đây là sơ đồ mạch logic mạch giải mã hai đường sang bốn đường có ngõ ra tích cực mức thấp. Mạch giải mã có ngõ vào cho phép. Ngoài các ngõ vào dữ liệu, mạch giải mã có thể có một hay là nhiều ngõ vào cho phép. Các IC giải mã trong thực tế thì thường có các ngõ vào cho phép, nên các em cần phải biết chức năng của ngõ vào cho phép này, cũng như là hoạt động của mạch giải mã khi có ngõ vào cho phép. Khi các ngõ vào cho phép ở trạng thái tích cực thì mạch giải mã mới được phép hoạt động. Ngược lại, mạch giải mã sẽ không hoạt động. Khi đó các ngõ ra của mạch đều ở trạng thái không tích cực. Ngay bây giờ thầy sẽ trình bày cách thiết kế cũng như hoạt động của mạch giải mã hai đường sang bốn đường có ngõ vào cho phép tích cực mức cao, để giúp cho các em hiểu rõ hơn về vấn đề mà thầy vừa mới trình bày. Sơ đồ khối của mạch như các em thấy trên màn hình. Ngoài hai ngõ vào dữ liệu là Y0 và Y1, thì mạch còn có thêm ngõ vào cho phép E. Chữ E viết tắt của từ tiếng Anh là Enable, có nghĩa là cho phép. Chữ E này đôi khi được thay thế bằng chữ G. Ngõ vào cho phép của mạch này là tích cực mức cao. Trong thực tế thì ngõ vào cho phép có thể tích cực mức thấp hoặc là tích cực mức cao. Mạch này có bảng trạng thái như sau. Nhìn vào bảng trạng thái, các em nhận thấy khi ngõ vào E bằng 0, tức là ngõ vào cho phép không được tích cực, thì bất chấp trạng thái ở hai ngõ vào Y1, Y0, các ngõ ra của mạch ở trạng thái không tích cực, luôn ở mức 0, tức là mạch không được phép hoạt động. Còn khi ngõ vào E có mức logic là 1, lúc này ngõ vào cho phép được tích cực, mạch được phép hoạt động giải mã hai đường sang bốn đường. Các em cũng cần lưu ý, các ngõ vào và các ngõ ra của mạch này là tích cực mức cao. Giả sử nếu bây giờ thầy thay đổi ngõ vào cho phép tích cực mức thấp, các ngõ vào tích cực mức cao, còn các ngõ ra của mạch thì tích cực mức thấp, thì lúc đó bảng trạng thái của mạch sẽ thay đổi như thế nào các em? Các em hãy suy nghĩ và lặp lại bảng trạng thái của mạch trong trường hợp này nhé. Từ bảng trạng thái này, các em viết các hàm logic ngõ ra của mạch như sau. Dựa vào các hàm logic ngõ ra này, các em vẽ sơ đồ mạch logic của mạch giải mã hai đường sang bốn đường có ngõ vào cho phép E tác động mức cao như sau. Tương tự như mạch giải mã hai đường sang bốn đường, bây giờ chúng ta thiết kế mạch giải mã ba đường sang tám đường có ngõ vào và ngõ ra tích cực mức cao. Sơ đồ khối của mạch như sau. Y0, Y1, Y2 là ba ngõ vào của mạch. Tám ngõ ra của mạch được ký hiệu từ Y0 cho đến Y7. Bảng trạng thái của mạch như sau.
Dựa vào bảng trạng thái này, chúng ta viết các cái hàm logic ngõ ra của mạch. Mạch giải mã 3 đường sáng 8 đường có ngõ ra tích cực mức cao, có sơ đồ mạch như sau. Nếu có yêu cầu thiết kế mạch giải mã 3 đường sang 8 đường có ngõ ra tích cực mức thấp hoặc có thêm ngõ vào cho phép, thì các em cũng sẽ làm tương tự như đối với mạch giải mã 2 đường sang 4 đường. Chúng ta có thể ghép hai mạch giải mã 2 đường sang 4 đường có ngõ vào cho phép E tích cực mức cao để tạo ra mạch giải mã 3 đường sang 8 đường như các em thấy trên màn hình. Ngõ vào I2 được kết nối với ngõ vào cho phép của hai mạch giải mã trên và dưới, nên ngõ vào này đóng vai trò là ngõ vào điều khiển sự hoạt động của hai mạch giải mã. Nếu ngõ vào I2 bằng 0 thì mạch giải mã trên được phép hoạt động, còn mạch giải mã dưới thì không được phép hoạt động. Còn khi ngõ vào I2 bằng 1 thì mạch giải mã trên không được phép hoạt động, còn mạch giải mã dưới thì được phép hoạt động. Như vậy, với sự kết hợp của hai mạch giải mã 2 đường sang 4 đường có ngõ vào cho phép tích cực mức cao này, chúng ta đã tạo ra được mạch giải mã 3 đường sang 8 đường. Sau đây thầy giới thiệu cho các em hai IC giải mã thông dụng để các em được biết và sử dụng sau này. IC thứ nhất là IC74LS139. IC này chứa hai mạch giải mã 2 đường sang 4 đường, có các ngõ vào tích cực mức cao, các ngõ ra tích cực mức thấp và ngõ vào cho phép tích cực mức thấp. IC này có sơ đồ trưng như sau. Còn đây là bảng trạng thái của IC này. AB là hai ngõ vào của IC. I0, I1, I2, I3 là bốn ngõ ra của IC. Các ngõ ra này là tích cực mức thấp. G là ngõ vào cho phép. Ngõ vào cho phép cũng tích cực mức thấp. Nhìn vào bảng trạng thái này, các em thấy khi ngõ vào cho phép có mức logic là mức 1, tức là ngõ vào cho phép không được tích cực, thì bất chấp trạng thái ở hai ngõ vào AB, các ngõ ra của IC ở trạng thái không tích cực luôn ở mức 1, tức là IC không được phép hoạt động. Còn khi ngõ vào G có mức logic là mức 0, tức là ngõ vào cho phép được tích cực, lúc này IC được phép hoạt động giải mã 2 đường sang 4 đường. Đây là sơ đồ mạch logic bên trong của IC74LS139. Tất nhiên sơ đồ mạch logic này các em có thể tự thiết kế được. IC thứ hai là IC74LS138. Đây là IC giải mã 3 đường sang 8 đường, có các ngõ vào tích cực mức cao, các ngõ ra tích cực mức thấp. IC có 3 ngõ vào cho phép, trong đó 2 ngõ vào cho phép là G2A và G2B tích cực mức thấp và ngõ vào cho phép G1 tích cực mức cao. Đây là sơ đồ trưng của IC74LS138. IC này hoạt động theo bảng trạng thái sau đây. Các em nhận thấy IC này chỉ được phép hoạt động giải mã 3 đường sang 8 đường khi cả hai ngõ vào cho phép G2A và G2B ở mức thấp và ngõ vào cho phép G1 ở mức cao. Đây là sơ đồ mạch logic bên trong của IC74LS138. Trên thị trường còn có những IC giải mã khác ngoài hai IC mà thầy đã giới thiệu. Các em tự tìm hiểu thêm các IC giải mã này nhé. Chúng ta học sang mạch giải mã BCD sang led 7 đoạn. Đây là mạch giải mã mà các em rất hay sử dụng sau này, nên các em cần phải hiểu rõ hoạt động cũng như là phương pháp thiết kế mạch.
Thầy giới thiệu nhanh về led tẩy đoạn. Như các em đã biết, led tẩy đoạn là loại led dùng để hiển thị các số thập phân từ 0 đến 9 hoặc là các ký tự đặc biệt. Led bảy đoạn gồm có 7 đoạn là A, B, C, D, E, F, G. Mỗi đoạn của led bảy đoạn là một led đơn. Quy ước các đoạn các em thấy như trên màn hình. Tùy theo cách mắt của các led đơn trong led bảy đoạn mà chúng ta có hai loại led bảy đoạn như sau. Led bảy đoạn loại anode chung. Đối với led bảy đoạn loại anode chung thì các cực anode của các led đơn trong led bảy đoạn được nối chung lại và nối lên nguồn VCC. Loại led bảy đoạn thứ hai là loại cathode chung. Đối với led bảy đoạn loại cathode chung thì các cực cathode của các led đơn trong led bảy đoạn được nối chung lại và nối đất. Giả sử khi led bảy đoạn hiển thị số 9 như trên màn hình thì các đoạn A, B, C, D, F, G sẽ sáng lên, còn đoạn E không sáng. Mạch giải mã BCD sang led bảy đoạn có 4 ngõ vào. Mã BCD sẽ được đưa vào các ngõ vào này và mạch có 7 ngõ ra. Các ngõ ra của mạch giải mã sẽ được kết nối với led bảy đoạn. Ngõ ra của mạch giải mã có thể được tích cực mức thấp hay mức cao là tùy thuộc vào led bảy đoạn được sử dụng. Trạng thái logic ở các ngõ ra của mạch làm cho các đoạn led cháy sáng, tạo nên được số thập phân đúng với mã BCD ở ngõ vào. Trước khi thiết kế mạch, các em cần hiểu cách kết nối giữa mạch giải mã với led bảy đoạn. Khi chúng ta sử dụng led bảy đoạn loại anode chung thì các ngõ ra của mạch giải mã sẽ được kết nối với các cực cathode của các led đơn trong led bảy đoạn qua các điện trở hạn dòng như các em thấy trên màn hình. Với kiểu kết nối như thế này thì khi có một đoạn led nào đó sáng lên thì ngõ ra kết nối với đoạn led đó phải có mức logic 0. Ví dụ, khi đưa mã BCD vào các ngõ vào của mạch là 0000 thì các ngõ ra của mạch giải mã phải có mức logic như thế này. Do các ngõ ra từ A đến F có mức logic 0 nên các led đơn kết nối với các ngõ ra này sẽ được phân cực thuận và phát sáng. Còn ngõ ra G có mức logic 1 nên led đoạn G không phát sáng do không được phân cực thuận. Như vậy các em đã hiểu tại sao khi đưa mã BCD 0000 vào các ngõ vào của mạch thì led bảy đoạn sẽ hiển thị số thập phân tương ứng là số 0 rồi phải không? Nếu bây giờ thầy đưa mã BCD vào các ngõ vào của mạch là 0001 tương đương với số thập phân là số 1 thì mức logic ở các ngõ ra của mạch giải mã lúc này sẽ như thế nào các em? Khi mã BCD đưa vào mạch là 0001 thì led bảy đoạn phải hiển thị số 1 như các em thấy trên màn hình, tức là hai led đoạn BC phải sáng lên. Muốn cho hai đoạn led này phát sáng thì hai ngõ ra BC của mạch giải mã phải có mức logic là mức 0, phải không các em? Các đoạn led còn lại không phát sáng nên các ngõ ra còn lại của mạch giải mã phải có mức logic 1. Với các mã BCD còn lại, các em xác định mức logic ở các ngõ ra của mạch được không nào? Khi chúng ta sử dụng led bảy đoạn loại cathode chung thì các ngõ ra của mạch giải mã sẽ được kết nối với các cực anode của các led đơn trong led bảy đoạn qua các điện trở hạn dòng như các em thấy trên màn hình. Với sơ đồ kết nối như thế này thì khi có đoạn led nào đó phát sáng thì ngõ ra kết nối với đoạn led đó phải có mức logic 1. Thầy lấy ví dụ. Khi đưa mã BCD vào các ngõ vào của mạch là 0000 thì các ngõ ra của mạch giải mã có mức logic như các em thấy trên màn hình.
Các ngõ ra từ A đến F có mức logic 1, nên các đoạn led A, B, C, D, E, F sẽ sáng lên do được phân cực thuận. Còn ngõ ra G có mức logic 0, cho nên led đoạn G không phát sáng. Và như vậy, led 7 đoạn sẽ hiển thị số 0 như các em thấy trên màn hình. Nếu mã BCD đưa vào các ngõ vào của mạch là 0001 thì lúc này chỉ có hai ngõ ra BC có mức logic 1. Do hai ngõ ra này có mức logic 1 nên led đoạn B và C sẽ sáng lên. Còn các led còn lại sẽ không phát sáng do các ngõ ra còn lại có mức logic 0. Led 7 đoạn bây giờ hiển thị số 1. Với các mã BCD còn lại thì các em cũng xác định được mức logic ở các ngõ ra của mạch giải mã, phải không nào? Tóm lại, đối với led 7 đoạn loại A nói chung thì ngõ ra của mạch giải mã phải tích cực bước thấp. Còn đối với led 7 đoạn loại cathode chung thì ngõ ra của mạch giải mã phải tích cực mức cao. Bây giờ chúng ta tiến hành thiết kế mạch giải mã BCD sang led 7 đoạn. Với bước đầu tiên là thành lập bảng trạng thái của mạch. Mạch giải mã BCD sang led 7 đoạn loại anode chung có bảng trạng thái như sau. Khi đưa mã BCD vào các ngõ vào DCBA của mạch là 0000 thì các ngõ ra từ A cho đến F có mức logic 0, còn ngõ ra G có mức logic 1. Tại sao các ngõ ra có mức logic như thế này thì thầy đã giải thích ở trên. Nếu mã BCD đưa vào các ngõ vào của mạch là 0001 thì chỉ có ngõ ra B, C có mức logic 0, còn các ngõ ra còn lại có mức logic 1. Tương tự như vậy cho các mã BCD còn lại. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ bìa Carnot để rút gọn các cái hàm logic ngõ ra. Đầu tiên chúng ta rút gọn hàm ngõ ra A. Chúng ta vẽ bìa Carnot gồm 16 ô, như các em thấy trên màn hình. Sau đó chúng ta điền các giá trị vào các ô trong bìa Carnot như thế này. Các em lưu ý, các ô có giá trị thập phân từ 10 cho đến 15 trong bìa Carnot chúng ta đánh dấu X. Tại vì các cái trường hợp này, hàm ngõ ra A, chúng ta không xác định được mức logic. Chúng ta tiến hành gom nhóm và rút gọn. Hàm ngõ ra A sau khi rút gọn được kết quả như thế này. Tương tự như vậy, chúng ta vẽ bìa Carnot và rút gọn hàm ngõ ra B. Hàm ngõ ra B sau khi rút gọn được kết quả như thế này. Các em làm tương tự như vậy cho các hàm logic ngõ ra còn lại. Sau khi rút gọn, các cái hàm logic ngõ ra của mạch được xác định như sau. Cuối cùng chúng ta tiến hành vẽ sơ đồ mạch logic dựa vào các hàm logic đã rút gọn. Đây là sơ đồ mạch logic của mạch giải mã BCD sang led 7 đoạn loại anode chung. Thầy đã sử dụng phần mềm Protest để mô phỏng hoạt động của mạch này. Các em quan sát trên màn hình, các em sẽ nhận thấy khi một mã BCD được đưa vào các ngõ vào DCBA của mạch thì số thập phân tương ứng sẽ được hiển thị trên led 7 đoạn.
Trong thực tế, khi cần sử dụng mạch giải mã BCD sang led tẩy đoạn, thì các em chỉ cần mua các IC được chế tạo sẵn. Trên thị trường có hai IC thông dụng dùng để giải mã BCD sang led tẩy đoạn, đó là 74LS47 và 4511. IC 74LS47 là IC có ngõ ra tích cực mức thấp, được dùng cho led tẩy đoạn loại anode chung. IC 74LS247 cũng có chức năng tương tự như là IC 7447. Hai IC này chỉ khác nhau ở cách hiển thị số 6 và số 9. Còn IC 4511 là IC có ngõ ra tích cực mức cao nên được dùng với led tẩy đoạn loại cao tốc chung. Chúng ta cũng có thể sử dụng IC 7448 hay IC 74248 để thay thế cho IC 4511 vì các IC này có chức năng tương tự nhau. Sau đây thầy giới thiệu nhanh về IC 7447 để các em được biết và sử dụng IC sau này. Như thầy đã nói trước đó, IC 74LS47 có ngõ ra tích cực mức thấp và dùng cho led tẩy đoạn loại anode chung. Trên màn hình các em có thể thấy hình dạng và sơ đồ chân của IC này. Các chân 1, 2, 6, 7 được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa ABCD. Đây chính là các cái chân ngõ vào của mã BCD. Các chân từ số 9 cho đến số 15 được ký hiệu bằng các chữ A, B, C, D, E, F, G. Đây là các chân ngõ ra của IC. Các chân này được kết nối với led tẩy đoạn. Chân 16 cấp nguồn VCC và chân số 8 nối đất. Các chân 3, 4, 5 được dùng với các chức năng khác. Các chân này tác động mức thấp. Thông thường các chân này không được dùng nên sẽ được nối lên mức cao. IC 7447 hoạt động theo bảng trạng thái sau đây. Để củng cố những kiến thức mà các em đã được học cũng như thấy được ứng dụng của các IC chuyên dụng trong thực tế, thì bây giờ các em hãy tìm hiểu mạch bàn phím đơn giản có dùng IC mã hóa và giải mã. Thầy đã sử dụng phần mềm Protus để mô phỏng hoạt động của mạch như các em thấy trên màn hình. Các em quan sát kỹ trên màn hình thì các em sẽ thấy khi một phím được nhấn xuống thì IC mã hóa 74147 sẽ tạo ra một mã BCD. Mã BCD này được đưa vào các ngõ vào ABCD của IC 7447. IC giải mã 7447 chuyển mã BCD ở các ngõ vào thành mã led tẩy đoạn ở các ngõ ra. Và số thập phân được hiển thị trên led tẩy đoạn là tương ứng với phím được nhấn. Trường hợp có nhiều phím được nhấn xuống thì số thập phân hiển thị trên led tẩy đoạn là tương ứng với phím có thứ tự ưu tiên cao nhất được nhấn. Bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em học tốt. Các em đừng quên đăng ký kênh để xem được các cái bài giảng mới nhất của thầy nhé.